Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh vừa ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đối với hai tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo quyết định số 1155 ngày 12 tháng 5 năm 2022 và quyết định số 615 ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân như sau: từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Trọng tính và Công ty Bảo hiểm BVI Bình Dương không còn là tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.